Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Hôm nay Chủ nhật, ngày 24 tháng 12 năm 2023, trong bản tin chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Đại hội Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh Đắk Lắk. Công an huyện Chư Quyên bắt hai đối tượng tham ô gần 500 triệu đồng. Phát triển kinh tế trên vùng đất khó. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2023-2028. Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh Đắk Lắk hiện có 16 chi hội trực thuộc với gần 1.000 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội thầy thuốc trẻ trong tỉnh đã có nhiều hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng như tổ chức 120 tờ khám bệnh tư vấn sức khỏe cấp phát thuốc miễn phí cho 86.000 người dân, tập huấn các phương pháp sơ cấp cứu cho 1.800 giáo viên các trường mầm non tiểu học trong toàn tỉnh, tổ chức ngày hội rửa tay bằng xà phòng, tập huấn về công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống dịch bệnh cho hàng ngàn học sinh sinh viên. Cùng với đó, Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh Đắk Lắk còn tổ chức một hoạt động tình nguyện quốc tế tại Campuchia. Trong nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh Đắk Lắk đề ra một số chỉ tiêu như tổ chức khám bệnh tư vấn sức khỏe cấp phát thuốc miễn phí cho 90.000 lượt người dân, phối hợp tổ chức hai hoạt động tình nguyện quốc tế ở nước bạn Lào và Campuchia, tập huấn các phương pháp sơ cấp cứu cho 2.000 giáo viên các trường mầm non tiểu học, thành lập mới hai chi hội thầy thuốc trẻ và kết nạp mới 500 hội viên. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Thầy Thuốc Trẻ tỉnh Đắk Lắk khóa 4 nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 30 thành viên. Tại huyện Chư Mờ Ga, cụm thi đua số 1 ngành thông tin và truyền thông tỉnh gồm các đài truyền thanh, truyền hình, trung tâm truyền thông văn hóa thể thao, các huyện Chư Mờ Ga, Buôn Đôn, E Súp, Cờ Rông Búc và E Hờ Leo đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023. Năm 2023, các đài truyền thanh, truyền hình, trung tâm truyền thông, văn hóa thể thao trong cụm đã chú trọng cải tiến, nâng cao chất lượng, thời lượng chương trình phát thanh, duy trì sản xuất, phát sóng và mở mới nhiều chuyên mục mới, tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và của các địa phương, các phong trào thi đua yêu nước cũng như phản ánh những vấn đề được dư luận quan tâm, đảm bảo đa chiều, nhanh nhạy, chính xác. Các đơn vị đã sản xuất và phát sóng được trên 1.227 chương trình địa phương, xây dựng được 25 trang địa phương phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình tỉnh, thực hiện việc tiếp sóng được hơn 8.144 giờ. Đội ngũ phóng viên của các đài, trung tâm cũng thường xuyên cộng tác tin, bài với đài phát thanh và truyền hình tỉnh, báo Đắk Lắk. Nhiều tác phẩm dự thi của đơn vị trong cụm đã đạt giải cao trong liên hoan phát thanh truyền hình tỉnh và giải báo chí xây dựng đảng tỉnh năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá nhằm tiếp tục đổi mới các chương trình phát thanh địa phương theo hướng nâng cao chất lượng, cải tiến hình thức thể hiện. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Krông Anna vừa tổ chức liên hoan sáng kiến truyền thông các mô hình thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em năm 2023. Tham dự liên hoan, 9 đội thi với 66 thành viên tranh tài ở 3 phần thi gồm chào hỏi kiến thức tiểu phẩm sân khấu hóa, với các nội dung về xóa bỏ các định kiến về khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa lạc hậu và một số vấn đề cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em, góp phần thực hiện có hiệu quả dự án, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Thông qua hội thi nhằm thay đổi nhận thức, thái độ và đánh giá thiên lệch tiêu cực về vị trí, vai trò và năng lực của nam hoặc nữ, tiến tới dần xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, nâng cao vị thế vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong gia đình, xã hội, giảm khoảng cách giới, thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược Quốc gia Bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030. Công an huyện Chư Quyên, tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở hai đối tượng có hành vi tham ô tài sản. Sau khi nhận được tin báo tố giác của Công ty Cổ phần Thế giới Di động về việc công ty bị thất thoát nhiều tài sản, Công an huyện Chư Quyên đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, qua đó xác minh làm rõ được hai đối tượng là Trần Minh Nhi, sinh năm 1991, trú ở xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, và Phan Thanh Hùng, sinh năm 1997, trú xã Đắk Liêng, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk. Hai đối tượng này là nhân viên của Công ty Cổ phần Thế giới Di động và làm việc tại siêu thị Điện Máy Xanh Đắk Lắk
tại xã Đờ Rây Bờ Hăng, huyện Chư Quynh. Trong đó đối tượng Nhi có chức vụ là quản lý siêu thị, Hùng có chức vụ trợ lý quản lý. Khi làm việc ở siêu thị, mỗi cá nhân sẽ được cấp một tài khoản của ứng dụng MVG có chức năng chuyển tiền để nhân viên có thể thực hiện dịch vụ thu hộ của một số dịch vụ như nhận đóng tiền trả góp, đóng tiền điện, đóng tiền nước, tiền mạng, chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho khách, v.v. Mỗi ngày tài khoản MWG của mỗi nhân viên sẽ được cấp 200 triệu đồng để sử dụng trong ngày. Vì bị thua lỗ trong quá trình đầu tư vào đồng tiền điện tử và hết khả năng trả nợ, lợi dụng chức năng này của siêu thị và lợi dụng chức vụ quyền hạn là quản lý của cửa hàng, Nhi đã tự ý đăng nhập vào tài khoản của một số nhân viên trong cửa hàng, rồi tạo nhiều giao dịch, rồi chuyển qua tài khoản ví điện tử Momo hoặc tài khoản ngân hàng cá nhân của Nhi để chiếm đoạt số tiền này. Chỉ trong 3 ngày, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 năm 2023, với thủ đoạn trên, Nhi đã chiếm đoạt của cửa hàng với số tiền hơn 388 triệu đồng. Trong đó, với vai trò là trợ lý quản lý, Hùng đã giúp sức cho Nhi trong việc duyệt các giao dịch chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân của Nhi và giúp Nhi chiếm đoạt số tiền hơn 82 triệu đồng. Hiện Công an huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, Esup được biết đến là vùng đất khô cằn, khí hậu khắc nghiệt, sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng những năm gần đây, nhiều nông dân ở vùng đất này đã vượt qua khó khăn, trở ngại, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, nâng cao thu nhập. Gia đình ông Tô Đức Huy ở thôn 5, xã E Bung, huyện Esup có gần 2 hectare đất sản xuất. Do đất đai cằn cỗi lại xa nguồn nước tưới nên kinh tế gia đình luôn chật vật. Năm 2017, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, ông Huy đã vay vốn để đầu tư vào sản xuất, chuyển đổi từ cây điều sang trồng cây ăn quả như chôm chôm, sầu riêng, na. Để tận dụng phế phẩm nông nghiệp, năm 2020, gia đình ông tiếp tục xây dựng trang trại nuôi heo, bò, gà. Năm 2022, gia đình ông xuất chuồng 200 con heo, gần 7.000 con gà thịt và thu hơn 5 tấn sầu riêng, thu về gần 2 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí còn lãi trên 400 triệu đồng, năm 2023, gia đình ông thu nhập trên 500 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí. Vì là trước kia ở đây cũng đã trồng thử cái loại nhiều loại cây, nhưng mà nó không phù hợp, nó không chịu được cái đất ở đây. Cà phê đây cũng đã từng trồng, tiêu trồng, các loại trồng mà nó không hiệu quả. Mấy năm nay chuyển sang trồng sầu riêng thì nói chung là mới cho bói 1-2 năm, năm nay thứ 6, thứ 7 đấy, thì mới cho bói thôi. Hiệu quả thì thực nói bằng nó cao thì nó chưa được cao, nên đã cho thu nhập. Còn mình đang nghĩa là vừa làm vừa là nghiên cứu và tìm tòi thêm các kỹ thuật xử lý để nâng cái năng suất nó lên. Cũng ở xã E Bung, gia đình ông Nguyễn Đình Lưu ở thôn 10 có 3 hectare đất trồng lúa. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của xã, năm 2020, gia đình ông đã chuyển một phần diện tích đất trồng lúa sang trồng rau. Để tạo ra đột phá trong chuyển đổi cây trồng, năm 2021, ông Lưu đã vay 50 triệu đồng nguồn vốn ưu đãi giải quyết việc làm để làm nhà lưới trồng rau. Từ ngày có nhà lưới, rau được trồng quanh năm với nhiều chủng loại khác nhau, chất lượng cũng được nâng lên, giá bán cũng cao hơn. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2023 đến nay, sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu lãi trên 100 triệu đồng từ trồng rau xanh. Vì được cái đăng ký về cái chỗ trong về cái nông thôn mới, cũng phát triển của cái làm rau màu, phát triển kinh tế của gia đình. Vừa qua thì cũng là mấy năm nay thì nói chung là con gia đình cũng phát triển được. Thế giờ mỗi một năm là để ra được chắc cả trăm, được làm rau màu rồi đấy đấy. Còn về cái sản xuất kia thì nó khác. Thì cũng giao về cũng mượn được cái vốn của hội nông dân ở bên cháy đấy, vừa của chính hàng, ngân hàng chính sách. Thế về gia đình cũng chỉ làm được cái nhà rau này. Với sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương chung tay xây dựng về đích nông thôn mới, thì về cái phong trào mà nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã được các cấp các ngành tuyên truyền vận động. Chúng ta đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật và sản xuất, thì cơ bản thì các hộ đã đăng ký và phát triển theo hướng văn hóa, kinh tế hàng hóa, và đặc biệt là sử dụng các kỹ thuật khoa học kỹ thuật và sản xuất và các máy móc, cũng như áp dụng các phương thức sản xuất mới.
Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Ebung, toàn xã hiện có 213 hộ lượt đăng ký vay vốn giải quyết việc làm với số tiền gần 8 tỷ đồng. Nhờ có sự năng động sáng tạo trong chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, đã giúp nông dân nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích. Năm 2023, toàn xã có 500 hộ đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó gần 10% được công nhận sản xuất kinh doanh giỏi với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp theo phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, thời gian qua, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có những cách làm sáng tạo, linh hoạt, giúp học sinh có những trải nghiệm thú vị. Những bức tường rào cũ kỹ nay đã được thầy và trò trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát biến thành những bức tranh bích họa độc đáo. Cá chép hóa rồng, làng sen quê bác, mùa cà phê trên cao nguyên Đắk Lắk, biển đảo quê hương là những điểm nhấn trong 50 bức tranh bích họa đã được thực hiện từ tháng 10 năm 2023 đến nay. Đây là một hoạt động trải nghiệm sáng tạo, có góp phần để cho tụi em có thể thỏa sức sáng tạo, thỏa sức đam mê của mình. Ẩn sau mỗi bức tranh là những thông điệp ý nghĩa, cũng như là có thể ghi lại những kỷ niệm thanh xuân của tụi em. Đặc biệt đối với tụi em là học sinh lớp 12, sau này ra trường thì tụi em cũng có thể quay về và chiêm ngưỡng lại những gì mà mình đã vẽ. Và trong thời gian là một buổi tuần, buổi chiều, các bạn trong những dành những thời gian mà rảnh rỗi thì đi vẽ, thì qua một tuần thì các bạn đã hoàn thành. Và các bạn rất là qua bức tranh này thì các bạn rất là gửi tâm tư tình cảm của mình qua bức tranh đó. Và hy vọng sau này là các bạn bảo là sau này ra trường á, dù đi đâu làm gì thì khi quay lại trường á, thì cái nơi mà mình đã học tập và gắn bó thì đó là thấy được là sự công sức của mình cũng bỏ ra gì đấy để mà sau này có cái để làm kỷ niệm. Ý tưởng này được ban giám hiệu và đoàn thanh niên trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát đưa ra từ đầu năm học 2023-2024. Thay vì sơn lại những bức tường cũ kỹ, trường đã phát động phong trào vẽ tranh bích họa. Mỗi lớp sẽ vẽ từ 1 đến 2 bức tranh, diện tích mỗi bức khoảng 10m². Trước khi vẽ lên tường, các lớp sẽ lên ý tưởng và vẽ nháp ra giấy. Nhà trường sẽ chọn lọc và sâu chuỗi theo từng chủ đề. Được chọn lựa nhiều nhất là những bức tranh về mái trường thân yêu, đất và người Tây Nguyên và chủ quyền biển đảo quê hương. Tất cả những bức tranh đều có sự nối kết giữa chủ đề và hướng có mang tính chất giáo dục, không những giáo dục về tình đoàn kết xây dựng học tập giữa các em học sinh mà còn có những giáo dục về mang tính chất định hướng nghề nghiệp, định hướng chính trị. Hoạt động này phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018 chú trọng thực hành vận dụng kiến thức kỹ năng đã học để giải quyết vấn đề trong học tập và đời sống. Thì qua tham mưu của chia sẻ của đoàn thanh niên, rồi đặc biệt là nhà trường có cái nhà hiệu bộ nhìn ra mặt trước này là có cái bức tường thì cũng đã xuống sơn, xuống màu, cũ kỹ thì được bên đoàn thanh niên tham mưu. Rồi ban giám hiệu cũng cảm thấy là xét duyệt, cảm thấy là hợp lý. Thì bên đoàn thanh niên triển khai cho học sinh là vẽ tranh bằng trên giấy trước. Sau đó thì bên ban giám hiệu đoàn thanh niên xét duyệt và triển khai cho 33 lớp. Thì mỗi lớp hưởng ứng một bức tranh. Hiện nay trường Trung học phổ thông Cao Bá Quát đang tiếp tục lên ý tưởng để vẽ những bức tranh còn lại nhằm phát huy tối đa năng khiếu, trí tưởng tượng, sự đam mê hội họa của thầy cô giáo và học sinh, đồng thời tạo không gian xanh sạch đẹp để học sinh thêm yêu mái trường của mình.